Chỉ cần chăm chỉ thực hiện những động tác yoga đơn giản dưới đây, chị em không còn lo dạn da và vòng ba xuống cấp đeo bám nữa. Tư thế trước ghế. Tư thế yoga này không chỉ giúp tăng lưu lượng máu đến chân mà còn có tác dụng săn chắc cơ bắp vùng hông, đùi và chân cũng như giảm sự xuất hiện của hiện tượng da sần vỏ cam. Đầu tiên, bạn hãy đứng thẳng, hai tay buông thõng dọc theo cơ thể. Hít vào và nâng hai tay lên khỏi đầu, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra đồng thời uốn cong hai đầu gối như ngồi ghế. Nhìn lên và giữ tư thế trong 1 phút. Trở về tư thế ban đầu. Tư thế con đại bàng. Đây là động tác đòi hỏi bạn phải giữ chặt cuộc sống, tập trung vào đùi, bắp chân, hông và cân bằng cơ thể bằng chân. Dần dần mỡ thừa và vết dạn da cũng biến mất. Bạn chỉ cần đứng thẳng rồi khuỵu hai gối và nâng chân trái lên. Kéo đùi trái qua đùi phải và chân phải phải giữ thăng bằng. Đan chéo hai tay trước người và gập hai cùi trỏ lại. Vòng tay phải quanh tay trái sao cho hai lòng bàn tay úp vào nhau. Nâng cẳng tay vuông góc với sàn, giữ nguyên trong 15 đến 30 giây và quay trở lại vị trí ban đầu. Tư thế đứng bằng vai. Động tác yoga này giúp các đốt cháy mỡ thừa, săn chắc cơ bắp và hạn chế tình trạng dạn da. Bạn hãy nằm ngửa trên thảm, hai chân sát vào nhau, hai cánh tay đặt xuôi theo người, lòng bàn tay úp xuống, hít sâu và nâng hai chân lên cao. Khuỷu tay chống xuống sàn rồi dùng bàn tay đỡ hông, duỗi chân về hướng trần nhà. Trọng lượng cơ thể dồn vào vai, giữ tư thế trong 1 phút rồi co hai chân lại, hạ đầu gối, dùng tay đỡ thân và hạ người xuống thảm, trở về tư thế ban đầu. Tư thế cây cầu. Tư thế cây cầu không chỉ giảm đau nhức các cơ mà còn hiệu quả trong việc giảm mỡ thừa trong cơ thể và ngăn xuất hiện dạn da. Bạn hãy nằm trên thảm, thở ra và dùng lực của chân nâng người lên khỏi sàn, giữ nguyên đầu và cổ nằm trên sàn. Hai tay dọc theo cơ thể và nắm mắt cá chân, giữ trong vài phút và quay lại tư thế chuẩn bị. Uốn cong người ở tư thế đứng. Tư thế này có tác dụng căng và săn chắc cơ bắp vùng lưng, hông và đùi của bạn, giảm thiểu sự xuất hiện của da sần vỏ cam. Đầu tiên, bạn chỉ cần đứng thẳng, hai chân gần sát nhau. Cúi gập người xuống và đưa hai bàn tay chạm vào gót chân, cố gắng giữ nguyên tư thế trong vòng 1 phút. Tư thế plank. Plank vừa giúp giảm mỡ cánh tay, săn chắc cơ thể, vừa ngăn và giảm tình trạng dạn da. Bạn hãy nằm thẳng, hai tay chống xuống sàn tạo thành góc 90 độ, hai chân duỗi về sau, khép lại, mũi chân hơi nhón lên. Nâng người lên sao cho lưng và chân tạo với nhau một đường thẳng. Đầu giữ thẳng và nhìn về phía trước. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn hãy cố gắng giữ tư thế này càng lâu càng tốt. Kết thúc động tác bằng cách thở ra và từ từ hạ thân trên xuống mặt sàn. Chúc các bạn thành công! Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV nhé!